Summer thì map ra đầm nó được này. Con này thì cái này được. Thắng là sao? Quân nó chung quân nó nhỉnh hơn được khoảng chống được vú rồi. Bảy yêu đưa về có quả phủ 6 cây. Bài này con Sumo con baby vừa rồi mà cầm cái bài kiểu như này này thì ngon này, thì AG ngon ngay. Mưa các bác, cứ mưa như này tối nay làm rồi lẩu úi giời rượu mắc béo là 5 trận thầu cầm 5 trận min ngồi chắc khóc kinh lắm. Ua bãi quả này ghê nhỉ. Thôi không sao, đây là bãi quả phủ thứ hai. Đây bãi quả phủ đầu như này chắc là toát. Súng làm sao được anh em ơi, các bác cứ ảo tưởng thế bảo em đi. Ô kìa súng sao được không đấy, có đánh thằng nhất thì khả năng là cố sơi được, cố gắng cầm cự với thằng nhất nhôm được đầu chịu 18% dành vào thầu thì gặp con baby lo. Bài này sẽ kèm lạc đà thôi, mình đánh 27 dân thì có thể là kè thêm lạc đà. Bài đánh 2 BS, đây là hai cái nó skip. 27 dân bài được, bài trận trước cầm con baby mình bài như này nó ngon luôn. Chúng ta xong tịt luôn. BL BM thầu lên là sớm mình tí vì thầu đánh 26 dân. Mình đánh 27, bài đầu kích tầm 10 20, à tầm 10 25. Hai mươi bảy đấy, kích thì hai dân vàng, một con lạc đà
Nam Giật Min chơi game nào luôn. Không chơi được anh em ơi, phải đợi hôm nào mà hết lệnh giãn cách cơ. Hết lệnh giãn cách thì lên công ty mới anh đâu, chứ bây giờ ông ở nhà ông có gì đâu. Ông nhà thời gian rảnh của ông bây giờ là ông ấy chơi MU. 70 vàng thì bắt đầu. 70 vàng dành cho cháu nó. Đây là con giò đây. Giò không công nghệ ạ. Đây là 28/40, đây là nhà con Baby Long này, tầm trung dân. L3 nhà BA. Chúng ta sẽ có được cái chất con dần nó dễ đánh hơn. Đây là 7 con hoang. Đấy, 7 con hoang, 7 con yêu. Xúc luôn 5 dân. Thầu là người chạy. Không mà 5 dân được, chỉ có 2 con dân thôi. Này thầu vẫn đang đánh đứng thủ nhà cái thêm cả cung giờ. Ba mươi bảy dành cho Sumo. Cần. Các Anna quân. Vẫn đang dồn quân lên đều. 1L3 42 dành cho con Baby Long. Hay là con Sumo đi ăn bên mình. Chúng ta không thích quân quá nhiều của thầu nhé. À đây quân ở bên trong. Quân ở bên trong, rất nhiều quân đây. Nếu quân thôi thì là chỉ đâu y công đánh thủ. Luôn
6 dành cho Summer. Và một thằng đồ nha dành cho Thiền Văn Hồng. Ôm rất nhiều quần đi đồ và bây giờ mình sẽ phải đổi lại. Đấy, bây giờ phải tập trung ăn dân. Và bây giờ tên này bắt được luôn này. Không biết Chiki xuống xô xuống và ăn được mình dân Summer nữa. Mình sẽ không mất nhiều dân như game thủ Thiền Văn Hồng được. Tên này bắt luôn, bắt lẻ luôn. Không, đây này rất đông luôn Thiền Văn Hồng. Chuyển chế độ thôi, thành độ của ta vẫn đang còn. Mình phải tập trung ăn cả thân dân. Bắt lẻ. Tuấn á, Tuấn kêu mày đánh Minnow 1 gì? Tuấn ông mày đánh được cung R thôi anh em. Cung R thế mạnh thì cũng có thể chơi được. Ta 19-56. Lượng chúng ta vẫn là còn nhiều. Cơ cấu lại một tôn. Thầu vẫn đang đóng quân. Quãng xa 4 nhà BM, 1 nhà BL. Bóng của chúng ta vẫn đang còn nhiều. Và đây sẽ tình huống bắt quân. Hầu đang rất để ý. Trong trận đấu thứ 3.